Xin chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, vụ đông xuân năm 2021-2022 ở các tỉnh phía Bắc được dự báo là phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Từ việc mùa đông rét sớm, rét đậm cho tới khả năng khan hiếm nước tưới cho mùa cạn và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Để chủ động đối phó với thiên tai, thời tiết bất lợi, triển khai thắng lợi vụ đông xuân năm 2021-2022 ở các tỉnh phía Bắc, các địa phương cần phải chủ động bám sát sản xuất, tổ chức cày ải sớm ở nơi có điều kiện, mở rộng diện tích lúa chất lượng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trong hỗ trợ sản xuất vụ đông xuân, bảo đảm theo Việt Gáp và hướng hữu cơ. Cục trồng trọt lưu ý là trong vụ đông xuân năm nay ở các tỉnh miền Bắc, với những diện tích mà không chủ động được nguồn nước thì cần phải thực hiện chuyển đổi, không trồng lúa bằng mọi giá. Do việc đổ ải không bằng những năm trước lại kết hợp với thời tiết lạnh, khả năng sẽ dẫn đến hiện tượng ngộ độc hữu cơ và nghẹt rễ nên cần phải làm đất kỹ và sớm hơn. Lập xuân sẽ vào khoảng tháng 2 năm sau, do đó các địa phương nên bố trí thời vụ, cơ cấu giống để đảm bảo lúa trổ vào thời gian an toàn, tránh ảnh hưởng tiêu cực của các đợt rét đậm, rét hại và đợt rét cuối. Bên cạnh đó, thì hướng dẫn bà con sản xuất trà xuân muộn là chủ lực, tăng diện tích lúa chất lượng, chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện không thuận lợi. Khuyến khích sử dụng các giống lúa ngắn ngày và chỉ bố trí giống lúa dài ngày trên các chân đất đặc thù. Chuyển sang các thông tin thời tiết. Khu vực miền Bắc đang trong những ngày giá rét và vùng núi có nơi rét đậm, thấp nhất đêm nay chỉ còn khoảng là 14 cho đến 17 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao như là Sapa, Lào Cai hay là Mẫu Sơn, Lạng Sơn còn dưới 8 độ. Sang ngày mai thì cao nhất cũng chỉ khoảng là 18 cho đến 21 độ. Không được tạnh giáo như miền Bắc, Trung Bộ vẫn còn có mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Với tâm mưa lớn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, với tổng lượng mưa cho tới ngày 24 tháng 11 phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Các nơi khác thì lượng mưa thấp hơn. Khép lại bản tin hôm nay sẽ là dự báo nhiệt độ cho các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.